Trời ơi, lần đầu tiên thấy một cái căn nhà hoang mà bằng đá như thế này, mà ở giữa một cánh đồng ruộng nằm trên một cái gò đất này luôn. Này, theo anh nghĩ là nhà của người dân tộc hay là người của mình? Cái này hồi nãy mình đã có hỏi mấy người trong trỏng, người ta nói này là nhà. Mến chào quý cô bác anh chị em. Hiện tại Cao Hớn mình đang có mặt tại giữa một cánh đồng ruộng. Đó, ở đây là giữa cánh đồng ruộng thuộc xã Âu Lâm, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì mình phát hiện ra một cái căn nhà cổ phía xa xa đó. Sau lưng hai con bò này nè, ở giữa một cánh ruộng nè, có lên một cái chùm cây và rất là cổ kính và huyền bí. Mình sẽ đi ra đó mình khám phá. Vào lúc trời tháng này thì trời nắng, do đó là mình được chạy xe hai bánh ra tới ngoài đó luôn. Nhưng mà ở đây là cái chỗ mà cái sóc của người dân tộc sống không à. Do đó mình muốn tìm hiểu mà cốt truyện về cái ngôi nhà đó, huyền bí đó. Thì mình cũng không có biết gì mấy. Tại mấy cô ở đây là nói tiếng dân tộc. Vậy cái căn nhà ngoài đó là nó lâu năm chưa chị? Dạ. Dạ, chào anh. Anh cho em hỏi thăm là cái căn nhà ngoài đó là nó có khoảng bao lâu năm rồi anh? Lâu rồi, cờ... mai thật con được câu cái 70 năm rồi đó. Dạ. Cả 70 năm. Cả 70 năm. À, nãy cái cô này nói, mấy cô chú này nói là hơn cái đó nữa, có thể hơn cái đó nữa. Đó, ông hỏi là hơn đó, hơn 70 năm nữa đó. Dạ. Con ta câu cất 70 năm ha, pâu tiết mà. Hỏi bà nè, bà ở đây biết rồi. Dạ bà ơi, bà cái căn nhà đó có từ thời nào á bà? Đừng cho thà chơi tới đến xua làm mà chứ. Bà nói sao chị? Bà nó không biết nói sao. Đừng chơi đâu. Không biết luôn. Anh chơi tao rồi thì bỏ ha, bỏ prai đâu na. Xua cho dột thoát nước. Vậy là cái căn nhà quan này có rất là lâu rồi. Biết là lâu á, thầy lâu. Thầy lâu năm rồi. Lấy gì nữa không? Dạ. Mà ở ngoài đó là anh có thấy những cái vấn đề về tâm linh không anh? Cũng như là nhà quan như thường thường nó sẽ có những cái việc tâm linh như là những cái vong hồn chú ngụ ở đó. Không biết luôn. Dạ. Rồi gì em cảm ơn anh nha. Dạ cảm ơn chú với mấy cô anh chị, mấy đứa con nó sẽ chạy ra ngoài để tham quan sát ha. Đi em ơi. Bây giờ mình sẽ chạy xe ra ngoài tới đó luôn. Đây phải chạy trên một cái đường mòn. Xa xa đó là núi Tô, còn ở đây là giữa cánh đồng ruộng. Mùa nắng này thì người dân tộc người ta thả trâu bò rất là nhiều để ăn cỏ nè. Trời ơi, nắng này với dây trồng lúa sao chịu nổi đây. Trời ơi, xa xa mình thấy cái huyền bí cơ kìa. Ồ, cái nhà xây bằng đá. Ôi, chạy đường mòn này đậu xe xích đây cho mát. Ui. Trời ơi. Ôi, mấy cây này cây gì đó. Ủa cái cây gì bông có đỏ kìa. Không biết. Đây nè. Ủa cái bông rất là đẹp luôn. Ngộ thật. Ôi ơi, xa xa nhìn cái căn nhà trong cây quá trời nhiều luôn rồi. Trước tiên mình đi xung quanh ở bên ngoài. Ở ngoài này thì có những cái cây này, đây là cây châm, mình theo mình biết thì cây này cây châm. Còn cái cây cao cao này, cái bông nó màu đỏ rất là đẹp luôn, mình không biết tên cây gì nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay hai đứa con có đến đây để thấy và quay phim một clip căn nhà cũng như là huyền bí cho bà con cô bác xem. Thì mong quý vị ông bà có mặt tại nơi đây hãy chứng kiến và cho phép mấy con được quay phim ạ.
ở đây là có ba loại cây, cây chăm với thêm một cái cây này mình không biết tên, còn cái cây này thì có cái trái rất là to hơn kìa. Còn xung quanh thì đều ruộng không à, và xa xa thì có những cái gòn chim. Cây chim hả? Cây chim chim. Theo ở người dân tộc, người ta thiếu ăn dạng này là cây chim chim. Người dân tộc ta hay lấy cây này ta làm cái đồ mà hút thuốc, cắt một nhánh đó, đó. Rồi người ta làm cái có lỗ trống trong, người ta nhét cái thuốc, người ta hút. À. Cây chim chim đúng rồi. Ôi ôi. Rồi mấy con chim gì ở đây nó bay hết hồn hết trơn. Đi nhìn cẩn thận nha. Ôi ôi, cái cây kìa kìa. Cây này cây lâm dộ, cây bồ đề bám vô cái thành đá của cái đường cổng trước kìa. Ồ, cái nhà này em thành cũng lâu lắm luôn á. Lâu năm lắm rồi. Cái gạch cổ ngày xưa, gạch bự và xây bằng đá nè. Cái này xây bằng đá không à? Còn ở trước đây á, mình thấy để trước tiên mình đi xung quanh ở bên ngoài, sau đó mình vào bên trong luôn cho bà con bác mình xem. À, mình thấy ngay chăng cái vị trí này là có cái cục đá, có cái cục tảng đá bự và có một cái lỗ ai đào lên nè. Ngay chăng chỗ này nè. Ôi ôi. Một cái cây lâm dơ. Cây lâm dồ bám ngay chăng chỗ cái thành ở giữa nè. Và hồi nãy trước tiên mình bay mình đi tới đây á thì nguyên một cái đàn chim ở đậu đây, con bự bự bay ra trơn à. Rồi trong đó lá về kịch hết trơn rồi kìa. Mấy cái con chim gì nó kêu. Ồ, ở phía trong có một cái cây bự nữa kìa. Ôi, con gì vậy? Chim gì vậy? Phía trong đây có một cái cây bự lên nữa nè. Ở trong quá trời nhiều cái lớp rồi. Giờ mình đi bọc qua bên đây mình đi ngang. Đây. Dây leo chằng chịt. Trời ơi đóng rồi nè. Cái mình lúc trước mình có quay một cái căn nhà của ông xã Tiết ở tại Chi Lăng là xây bằng đá bằng hai lớp như thế này. Mình có hỏi một cái bà chị Sáu có chia sẻ cho mình biết là ngày xưa cái thời Pháp thì theo mình thì chắc cái căn nhà này cũng cả trăm năm trở lên, thời Pháp người ta xây bằng đá gì để chống đạn. Và hiện tại mình thấy cái căn nhà này có những cái vết lỗ nè, theo mình đoán chắc có khả năng là những cái vết này là những cái viên đạn nhỏ bắn vô nè, đụng lỗ ti gông riêu đóng rồi nè. Và những cái dây dầu quà bự bò xung quanh hết. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ở trong giữa nhà có một cái cây rất là to lớn lên. Không biết cái tên cây này cái gì mà cái bông nó rất là đẹp luôn kìa. Và cái tường có những cái cửa sổ, đây là những cái cửa sổ nè. Khi mình bước vô đây cái tạo cho mình cái cảm giác rất là rùng rợn nha quý bà con cô bác. Nhìn vào những cái vách tường và những cái bộ rễ cây leo chằng chịt. Thứ hai nữa là những cái đây lá cây rất là nhiều luôn nè. Lá cây nó sâu quá mình không dám đi sâu vào bên trong. Và đứng đây lâu lâu sạc sạc cái mấy con chim nó bay làm cũng hết hồn. Mình chui qua bên đây cái nè. Ồ, ở giữa này có một cái cây to quá. Ê dạ. Ồ, cái gì móc à. Ồ, đây mấy cái phân chim phân cò quá trời luôn à. Xây được hai ba lớp đá luôn nè. Và bộ rễ của cây lâm vồ ăn vào hết luôn.
cái bông, cái cây này bông nó cũng đẹp, cái trái nó cũng lạ nha. À, thấy không? Ngộ thiệt chứ. Cây chim chim á. Cây chim chim á. Lần đầu tiên mới biết luôn. Ở xứ này ta gọi vậy á, còn. Trời ơi. Lần đầu tiên thấy một cái căn nhà hoang mà bằng đá như thế này, mà ở giữa một cánh đồng ruộng nằm trên một cái gò đất này luôn. Này, theo anh nghĩ là nhà của người dân tộc hay là người của mình? Cái này hồi nãy mình đã có hỏi mấy người trong trỏng, người ta nói này là nhà của người dân tộc ngày xưa. Mà sao ta để giãn lễ lâu năm vậy ha, không đụng. Ôi rồi, cái cây đó, cái cây gì á? Cây gì? Gián bay á. Cây gián bay hả? Ừ, cái đó là. Ôi, cái bộ rễ nó thấy ghê vậy. Nhìn thấy vô rất là cổ kính và rùng rợn thiệt. Ở trong đây có cây, cây này to. Cái vách tường của cái tường này nè, còn lớn hơn cái nhà của ông xã Tiết mà mình quay ở Chi Lăng đó. Dày hơn. Dày hơn đó. Nhà của ông xã Tiết là bằng một gang mình thôi, còn cái này nó lố ra một gang mấy, gần hai gang luôn. Và điều đặc biệt là cái đá ở đây nè, cái đá cũng rất là đẹp nữa, cái màu sắc rất là đẹp luôn nè. Mình đi xích vô đây chút xíu, mình không dám đi sâu, đứng gần gần đây, tại vì những cái lá cây đóng chằng chịt hết trơn, mình đi sâu thì cũng không tốt, tại vì ở trong đây là một cái gò đất ở giữa đám ruộng. Vô đây lạnh lạnh quá. Nó vừa lạnh chân mà nó vừa lạnh người nữa. Bây giờ mình đi xích ra bên ngoài. À, mình đi xuống dưới đây đi. Trời ơi, cây gì gai dữ vậy? Trời ơi, dướng cho cái quần luôn rồi. Đây. Mình đứng ra bên ngoài nè. Nhìn cái không gian trong cái nhà coi kìa. Mình đứng ngoài đây cảm giác mình nó dễ chịu. Còn khi mà mình đứng cái chân cái cửa đó, cũng như là mình bước lọt vào trong cái cửa, thì cái cảm giác của mình đứng cái đó là mình thấy nó sợ sệt một cái điều gì đó. Và nó giận giận trong người mình cũng không biết sao nữa. Giống như là mình đi vô đó mình sợ là những cái con này con kia rồi. Hồi ôi cái nhà coi nè. Đây, ở dưới đây có xây bằng cái gạch nữa nè. Mấy cái gạch này gạch bự ngày xưa nè. Cái viên gạch bự ngày xưa. Còn cái trên đây là tất cả đều bằng đá hết. Và cái đá cũng có màu sắc đẹp nữa. Trên một cái gò đất cả tại giữa một cái đám ruộng luôn. Và điều đặc biệt á, ở đây có một cái cây này với vài cây kia thôi, nhưng mà hồi nãy á, trước khi mình gần tới đây á, là những cái con chim rất là to và bay ra. Và cái tiếng kêu nghe rất là kỳ lạ. Trời ơi, trong đây có cái hang rồi kìa. Hang ăn sâu vô rồi kìa. Hang bóng lưỡng luôn. Thì thường những cái gò và có những cái nhà như thế này mà tại giữa cánh đồng nữa, thì đương nhiên, thì đằng đây một cái hang nữa nè, thì đương nhiên là sẽ có những cái ông dài. Bởi vì khi mà mình nãy mình ở trong cái căn nhà đó, mình không dám đi vòng vòng, cái lớp lá quá trời dày đi. Đây, một cái hang này cũng láng nữa nè. Mình sợ là sợ những ông dài. Tại cái mùa nước á, thì những cái ông dài sẽ vào trong đây trú ngụ rất là nhiều. À, vách tường thì nứt nẻ hết, trong đó thì hang hốc trong đó rất là nhiều. Ôi, cái con gì kêu à? Con tu hú phải không? Tu hú. Ôi ôi, nó đậu ở đâu mà nó kêu mình không thấy nữa ta. Nó đậu, đậu trên cây này nè. Cái cây này chắc có người lên chặt quá anh. À.
xung quanh mình thấy có tất cả là có hai cây bồ đề, một cây bồ đề ở cái dãy này với cây bồ đề ngay chân cái cổng nhà đi vô. À, leo dây bộ rễ rất là chằng chịt. Ủa cái con chim ở nó đâu đây mà sao kiếm hoài không gặp ta? Đó. Nó đi gì đó. Vai. Kết hợp với những cái dây chầu bà leo. Cái này chầu bà núi gì nè. Có những cái trái nữa nè. Ui. Ghê thiệt. Ủa tại sao hồi trước người ta cắt nhà ra rộng ra ngoài đồng này ta? Cái đó mình không hiểu. Ha. Mà căn nhà này là bỏ hoang lâu lắm rồi. Nhà đá mà bị nứt và ấy như thế này là bỏ hoang lâu lắm rồi. Nhưng mà ngày trước mà tại sao cắt ra cắt ngoài giữa đồng này? Ừ. Mấy người dân tộc hồi nãy ở đây, cái bà cô đó 70-80 tuổi mà bà còn nói không biết nữa mà. Nói trước bả nữa mà cái nhà này có trước hề bả nữa. Cái bông này đẹp quá. Đây cái bông nè, nhìn cái bông cái màu đỏ rất là đẹp cực kỳ luôn, ngộ thiệt. Ôi rồi thường thì Cao Hớn mình cũng từng đi quay một số căn nhà quan và cũng có một cái clip cái nhà quan tại thành phố Long Xuyên là từng thấy một cái dông xuất hiện từ cái cửa sổ này chạy tới cái cửa sổ chính và biến mất hiện lên một cái đầu giống như đầu quỷ. Quý bà con cô bác, đó là điều thiệt. Lúc đó mình quay cái clip đó mình cũng đăng lên rồi mình cũng không có biết được, khán giả coi khán giả nói mình, thì mà khi mà mình coi kỹ lại và mình phóng chậm và cái đồ lại thì thấy thật sự là xuất hiện một cái bóng bay ngang đi từ cái cửa sổ ra cửa chính và biến mất. Từ đó về sau là tự nhiên cái mình đi quay mấy căn nhà quan mình cũng hay xin phép và mình sợ, mình cũng hay quan xin. Đứng từ đây mình nhìn vô cái căn nhà thấy rùng rợn thiệt. Ở ngoài trước này có một cái cây này nè, bao quanh cái rễ của ba cái bức thành ở phía trước này. Để mình vô mình đứng mình nhìn lại một cái nữa. Đó, mấy con chim gì nó bay lại à. Chim gì bự quá nó đậu. Cái dách trong đó cái nó bị sụp đất và lá cây với những cái cây rất là nhiều và mình đi sâu vô trong không được, mấy cây này quá trời gai luôn rồi nè. Mình đi xích ga. Xung quanh đây á, mình thấy toàn là người dân tộc không à, người ta không có gành tiếng Việt, do đó là mình hỏi người ta nói chuyện ấp ới, do đó mình không có tìm hiểu được cái nguồn gốc của cái căn nhà này là như thế nào, tại sao có từ bao lâu và có những cái câu chuyện huyền bí tâm linh nào hay không. Do đó không, mình không có hỏi được, do đó là mình đi ra đây mình quay toàn khung cảnh căn nhà cho bà con bác mình xem. Nhưng mà điều đặc biệt là đập vào mắt của mình á, mình thấy rất là rùng rợn. Không dám bước đi nhiều ở trong đó động, mình sợ là những cái ông dài ở đây là những cái con rắn nha quý bà con cô bác. Mình rất là sợ. Do đó mình không dám vô sâu.
đây giữa một cái cánh đồng khô như thế này luôn. Cái cánh đồng khô này xa xa thì có một cái giếng nước rất là lâu, là để cho bà con cô bác ngày xưa tới giờ người ta sử dụng nước cho cái vùng này vùng khô. Xa xa là có một cái giếng nước tại giữa cái ruộng này. Thôi, mình xin tạm dừng tờ clip tại đây. Cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi về một cái căn nhà quan rất là rùng rợn tại giữa cánh đồng trên một cái gò đất.